Đấy, à đây đứng. Cái quẹt ngay vào gối đau ghê thật. Chị mấu
Chị Khánh ơi, có cà phê đi. Thơm nhỉ. Mai em định làm gì? Anh định làm tiền gà. Em tới giờ rồi, giờ này em tốt lắm đấy. Tình hình là xong bộ bàn ghế rồi đấy cửa. Chiều nay anh em mình làm nồi lẩu vịt nhé. Ừ, được đấy. Lẩu vịt mà nấu với vỏ quế thì thơm lắm. Thế chín rồi.